Xin chào các anh chị nha. Hôm nay em xin giới thiệu tới quý anh chị một cái vườn rất là đẹp, có tổng diện tích là 3 sào á mấy anh chị, 3.000 m². Hôm nay em giới thiệu cái vườn bán 3.000 m², cây ăn trái đã xây rào xung quanh, tặng các anh chị luôn một nhà kho nữa, giá cực kỳ ưu đãi, chỉ đúng 1,2 tỷ một sào thôi nha. Các anh chị theo chân em để vào cái lô đất mà em muốn giới thiệu tới quý anh chị nha. Đây, đây là đường vào lô đất nha. Đường này thì là đường 5m, đường nội bộ. Và đường này thì bên em sẽ làm giấy tờ lối đi chung rõ ràng cho từng hộ. Mỗi hộ là có một cái bản cam kết lối đi chung. Toàn bộ những hộ trong này đều ký dấu lăn tay, pháp lý làm rất là chặt chẽ và rõ ràng. Đây là đường đi vào lô đất nha. Từ cái vị trí của em, cái lô đất này này, đi ra đường bê tông ở ngoài ấy, thì nó cũng chỉ rơi vào tầm khoảng 100m thôi. Và cái lô đất hôm nay em muốn giới thiệu tới quý anh chị đó là một lô góc hai mặt tiền đường. Lô đất này thì được chia thành hai phần luôn nha mấy anh chị, và có con đường ở giữa. Đây, đây là cái lô đất của em. Em muốn giới thiệu cái lô này trước. Lô này được ký hiệu là lô 152A. Lô này có tổng diện tích là 1.270 m². Nó bắt đầu từ cái cọc trụ bê tông này này. Đây. Chạy vào sâu là 28,86m. Ở phía sau thì nó ôm lại cái bờ rào ở phía sau đó mấy anh chị. Ở phía sau thì nó ôm cái khúc ở trong á, là nó rơi vào tầm khoảng 20m. Và cái khúc bên kia nó 20m nữa là phía sau là 40m. Còn đây, từ cái chỗ bờ rào này này chạy lên trên kia, cái góc của mấy anh chị thì nó cũng rơi vào tầm 42m. Kích thước rất là đẹp mấy anh chị ạ. Nó cũng tương đối rất là vuông vắn. Trên đất thì có rất là nhiều cây ăn trái nè, bơ, mít, chôm chôm, dừa, có rất nhiều loại cây ăn trái nha mấy anh chị. Cây ăn trái này, cây ăn trái sẵn rồi, chanh luôn nữa này. Đó, thế đất rất là cao ráo, phù sa và màu mỡ. Đây, em đi quay xung quanh cái lô đất cho các anh chị nhìn nhé. Ở đây thì bây giờ bên em mới vừa mở bán thôi, đường lại đang vào mùa mưa nữa, cho nên là mình đi mình có cảm giác là nó không có được đẹp mắt lắm. Nhưng mà sau này sẽ có nhiều hộ dân tới ở, mỗi hộ cải thiện một ít, sau này mình có thể làm đá mi, làm đường bê tông thì nó sạch sẽ và nó đẹp hơn rất là nhiều. Đây, đây, con đường này ở giữa nha. Rồi, và cái cạnh này là bắt đầu từ cái chỗ em đang đứng này, chạy vào ở trong á là 23,31m nha mấy anh chị. Đây, em quay sang. Đó. Đó, từ cái góc kia chạy lại đây. Bo này, bo cho xe nó dễ đi đó mấy anh chị. Đó. Diện tích lô đất này là 1.270 m². Rồi. Và cái lô bên này nữa nha mấy anh chị. Lô bên này là ký hiệu là lô 152B. Lô này có tổng diện tích là 1.687 m² và có một căn nhà tạm. Đây. Cái lô này thì nó bắt đầu từ cái chỗ em đứng này này, chạy sâu xuống dưới kia là 50m nha. Bán mặt tiền đường này là 50m. Và đất của chúng ta thì nó bán mặt tiền bên này, bán mặt tiền bên này là 47m nha mấy anh chị. Lô góc. Đặc biệt cái lô bên này là view suối luôn nha mấy anh chị. View suối và có căn nhà cấp 4 nữa. Chúng ta có thể, nếu mà anh chị nào làm vườn á, thì chúng ta tới làm vườn, xong đó là chúng ta có căn nhà ở tạm luôn nè. Thì chúng ta có thể để dụng cụ lao động, hoặc là chúng ta, mấy anh chị ở xa, mấy anh chị thuê người làm vườn á, hoặc là mấy anh chị lâu lâu xuống thì mình cũng có chỗ nghỉ ngơi, hoặc là có chỗ ở lại cho người làm vườn nha. Em dẫn các anh chị đi xem xung quanh.
Đấy. Ở trên đất thì có rất là nhiều chanh và chuối. Cái lô này thì nó nhiều chanh và chuối hơn. Cái lô này thì nó có khoảng là 20 mấy 30 mét là giáp suối ở phía sau này nha. Đây, suối nước này. Này là suối nước tự nhiên nha mấy chị. Đó. Có dừa, có mít, có chanh, có cây chôm chôm. Cái lô này có tổng diện tích là 1.687 m². Tổng hai lô là có tổng diện tích là 3.000 m². Và em đang bán với giá là 1,2 tỷ trên một sào. Em bán hết nguyên sổ luôn nha mấy chị. Bây giờ đi tìm một cái sổ đất mà có 3.000 m², hai mặt tiền đường, kích thước đẹp như thế này rất là hiếm các anh chị ạ. Mà đặc biệt là có một căn nhà nhỏ và một cái vườn trái cây sẵn nữa rồi. Thì mình tìm không ở đâu ra ngoài cái chỗ này của em nha. Đó. Từ cái vị trí em đứng này này, ra ngay ngã tư Vĩnh Tân á, thì nó rơi vào tầm là 2 cây số nha. Ngay ngã tư Vĩnh Tân á, thì có chợ, có trường, có ủy ban. Rất là tiện ích cho chúng ta an cư lạc nghiệp. Cái điều đặc biệt á, là cái đất của em nó cách khu công nghiệp Mo Nang đang được quy hoạch. Chỉ vào đúng 1 cây số thôi nha mấy chị. Nếu cái khu công nghiệp này á mà nó được đi vào hoạt động nữa thì cái giá trị ở đất ở đây nó lên cũng rất là cao. Mà cái đường này hiện tại là đường đất thôi nhưng mà đường thông nha mấy chị. Đây là cái đường lúc nãy chúng ta đi vào này. Đây là cái đường em giới thiệu hai lô đất hai bên. Và đây là cái đường thông sang bên khúc bên kia nha mấy chị. Đường này là đường thông nha. Thì các anh chị nào có nhu cầu làm vườn, các anh chị nào có nhu cầu làm nhà nghỉ dưỡng thì cũng hãy đến với cái vị trí này của em nha. Đó rất là đẹp, rất là cao. Có vườn cây ăn trái, có nhà ở sẵn. Mà giá chỉ 3,6 tỷ, 3 sào thôi. Rất là mềm. Đặc biệt nó rất là gần thành phố Biên Hòa nha. Cách thành phố Biên Hòa khoảng 15-20 cây số thôi à. Giá trị với 3,6 tỷ thì mua ngay thành phố Biên Hòa thì chúng ta cũng chỉ được một căn nhà nhỏ thôi. Còn ở đây giờ chúng ta được gần tới 3 sào lận. Mà ở đây là cũng ngay khu dân cư luôn. Dân cũng ở xung quanh rồi. Lại gần khu công nghiệp nữa. Cho nên là cái giá trị tương lai cũng rất là cao. Đó. Thì các anh chị nào quan tâm đến cái lô đất này của em thì hãy liên hệ vào số Zalo 0985 747 863. Em xin chân thành cảm ơn quý anh chị và các bạn nha. Em xin chào ạ.